Nga giành thế chủ động, chặn đứng cuộc vượt sông của Ukraine. Nga đổi sang dùng bộ binh đánh vào Avdivka từ nhiều hướng. Ukraine co cụm về phòng thủ, tình hình vô cùng khó khăn. Quân đội Israel mở rộng các cuộc tấn công trên bộ tại Gaza. Israel thả hàng trăm quả bom tấn xuống Gaza. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 12 tuyên bố, lực lượng quân đội nước này đã thực hiện 39 cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các cứ điểm quân sự của Ukraine trong tuần qua hãng thông tấn tass dẫn tuyên bố của bộ quốc phòng nga cho biết quân đội nước này với sự hỗ trợ của vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái đã thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự kho nhân liệu và đạn pháo kho vũ khí và thiết bị quân sự của ukraine quân đội nga cũng tiến hành tấn công các trung tâm bảo trì và kiểm soát máy bay không người lái sở chỉ huy và căn cứ của lực lượng ukraine cũng theo tass trong tuần qua tại khu vực kupiansk Nhóm chiến đấu phía Tây của quân đội Nga đã đẩy lùi 53 cuộc tấn công của Ukraine, phá hủy 2 xe tăng Leopard cùng 19 xe chiến đấu bọc thép. Tại chiến trường quan trọng Krasny Liman, các đơn vị Nga được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu và pháo binh đã đẩy lùi 13 cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Khoảng 1.155 binh sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương trong khu vực này trong tuần qua. Tại Kherson, TASS đưa tin, Mọi nỗ lực của Ukraine nhằm đổ bộ lên các đảo Đờ Nhép và bờ đông sông đều bị phía Nga đánh chặn. Các cuộc tấn công bằng hàng không và pháo binh của Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 và 37 của Ukraine, gần các làng Tiaginka và Belozeka. Trong tuần qua, lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ 4 máy bay phản lực của Ukraine, trong đó có Su-27, MiG-29 và Su-2. Ngoài ra, một tên lửa ATACMS 30 tên lửa HIMARS, URAGAN và Onka MLRS, cùng 3 quả bom dẫn đường chính xác JDAM cũng như 259 máy bay không người lái của Ukraine cũng bị đánh chặn. Còn tại chiến trường Adipka, Nga đang dần thay đổi chiến thuật tấn công, dùng bộ binh đánh vào mặt trận này từ nhiều hướng. Vitaly Barabas, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Adipka, cho biết tình hình xung quanh nơi này rất phức tạp và lực lượng Nga đã thay đổi chiến thuật. Ông Barabas chia sẻ, Nga đang cố gắng đột phá theo từng điểm, Lực lượng Nga ưu tiên ba trục, chủ yếu huy động thiết bị và lượng lớn bộ binh đến đó. Tình hình thực sự khó khăn và rất nóng. Kể từ đầu tháng 10, lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Avdivka, cố gắng bao vây và chiếm thành phố. Viện nghiên cứu chiến tranh cho rằng, những phát hiện này nhất quán với nhận định rằng lực lượng Nga đã chuyển từ sử dụng xe bọc thép sang các cuộc tấn công hàng loạt do bộ binh dẫn đầu gần Avdivka sau hai đợt tấn công đầu tiên vào khu định cư. Avdiivka, nơi có dân số khoảng 32.000 người trước chiến sự, đã trở thành thành phố tiền tuyến kể từ năm 2014, khi nơi này thoáng chốc rơi vào tay phe ly khai tại Ukraine. Nằm ngay phía bắc thành phố Donetsk do Nga chiếm đóng trong vùng công nghiệp Donbass, Avdiivka có hệ thống phòng thủ sâu của Ukraine. Ngày nay ước tính chỉ có 1.500 cư dân còn sống ở Avdiivka. Các quan chức cho biết không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Tránh văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, Nga đang đạt được đà tiến dọc theo các chiến tuyến ở Ukraine, trong khi Kiev bắt đầu tái tổ chức sang thế phòng thủ. Việc co cụm phòng thủ sau nhiều thất bại trong cuộc phản công khiến cho Ukraine rơi vào tình thế đã khó càng thêm khó. Sau cuộc phản công bất thành, tình trạng cạn kiệt đạn dược ở Ukraine, cũng như thời tiết mùa đông khắc nghiệt và viện trợ phương Tây bế tắc, giới chuyên gia nhận định tình thế trên chiến trường bắt đầu nghiêng về hướng có lợi cho Nga lực lượng Nga đã và đang tập trung phần lớn các cuộc tấn công vào miền đông và đông bắc Ukraine. Trận chiến giành Abdiivka, một khu vực công nghiệp ở Donetsk, đã chứng kiến một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong những tháng gần đây, là trọng tâm trong nhiệm vụ của lực lượng Nga ở Donbass. Trong khi đó, ở tiền tuyến miền Nam, Nga chủ yếu thực hiện các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái và lực lượng của Kiev. Tình thế khó khăn đang xảy ra đối với các lực lượng vũ trang Ukraine đặc biệt là do thiếu các nguồn lực như đạn pháo phụ tùng thay thế và các phương án sửa chữa nhanh chóng viện trợ dành cho ukraine đã bắt đầu trở nên khó khăn ở phương tây nhưng bất đồng trong quan điểm ở cả mỹ và eu đang ngăn ukraine nhận thêm hàng tỷ đô la mỹ hỗ trợ để họ có thể duy trì cuộc chiến với nga giới chức ukraine tuần này thừa nhận họ đã phải phân bổ lại lượng đạn pháo gần như cạn kiệt tới các khu vực để phòng thủ điều này đồng nghĩa với việc chiến dịch phản công của ukraine đã khép lại mà không có bất cứ bước tiến lớn nào Báo chí quốc tế đưa tin, cả Nga và Ukraine thời gian gần đây đều thực hiện các vụ bắt giữ các quan chức phạm tội, biển thủ công quỹ. Theo hãng tin Interfax, cảnh sát Nga ngày 22 tháng 12 thông báo đã bắt giữ ông Oleg Frolov, phó giám đốc cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos, với cáo buộc biển thủ 435 triệu rúp, tương đương 4,7 triệu đô la Mỹ khi mua sắm trang thiết bị. Thông báo từ Ủy ban điều tra liên bang Nga cho hay, ông Frolov và hai nghi phạm khác đã bị khởi tố về tội gian lận quy mô lớn. Cũng theo thông báo trên, ông Fedorov đã sử dụng chức vụ của mình để tham gia một âm mưu phạm tội cùng với hai đồng phạm khác nhằm biển thủ ít nhất 435 triệu rúp tiền công quỹ. Trong khi đó, cảnh sát Ukraine cùng ngày cũng thông báo bắt một quan chức quốc phòng cấp cao bị nghi ngờ biển thủ hàng triệu đô la Mỹ tiền mua đạn pháo của quân đội. Sau khi khám xét nơi ở của quan chức này, các điều tra viên phát hiện những bằng chứng liên quan. Giới chức Ukraine chưa công bố danh tính và thông tin chi tiết về quan chức quốc phòng mới bị bắt. Ukraine đối mặt với loạt tham nhũng bê bối trong những tháng qua, trong đó có một số vụ liên quan đến Bộ Quốc phòng. Giới chức đang điều tra việc mua thực phẩm và quân trang với giá cao, cũng như việc cung cấp áo chống đạn không đạt chuẩn. Kính thưa quý vị, Ukraine ngày 22 tháng 12 xác nhận, nước này và Moldova đã ký kết một số thỏa thuận về việc đơn giản hóa và giảm thời gian qua cửa khẩu biên giới chung giữa hai nước. Trong thông báo, chính phủ Ukraine cho biết, việc ký kết được thực hiện trong cuộc họp trực tuyến cùng ngày giữa Thủ tướng nước này Denis Shimhan với người đồng cấp Moldova Dorin Reason. Thủ tướng Ukraine Denis Shimhan nhấn mạnh các thỏa thuận trên không chỉ giúp tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế giữa Kiev và Kisinyov, mà còn nâng cao hiệu lực và hiệu quả của năng lực biên giới bằng cách sử dụng các thông lệ tốt nhất của châu Âu. Việc nâng cao này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cả hai nước cùng hướng đến Liên minh châu Âu-EU. Người đứng đầu chính phủ Ukraine cũng lưu ý rằng Kiev quan tâm đến việc mở rộng hoạt động kiểm soát chung đối với tất cả các cửa khẩu với các quốc gia châu Âu láng giềng. Chuyển sang các tin tức quốc tế đang chú ý khác liên quan đến tình hình chiến sự giữa Israel và lực lượng Hamas. Quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ tại Gaza, cho biết họ sẽ đưa thêm lực lượng chiến đấu đến phía nam Khan Yunis, đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi trại tị nạn Al-Burey. Cả hai địa điểm trên trước đây được công bố là khu vực an toàn dành cho người tị nạn từ phía Bắc Gaza. Quân đội Israel đã hối thúc các cư dân ở Al-Burey, trung tâm giải Gaza di tản về phía Nam ngay lập tức. Động thái này cho thấy trọng tâm mới của quân đội Israel trong chiến dịch tấn công trên bộ đã tàn phá phía Bắc Gaza và đang tiếp diễn ác liệt ở phía Nam giải đất. Khi hy vọng về bước đột phá trong các cuộc đàm phán tuần này ở Ai Cập nhằm mục đích thuyết phục Israel và phong trào hồi giáo Hamas nhất trí một lệnh ngừng bắn mới ngày càng giảm sút. Các cuộc không kích, pháo kích và giao tranh được báo cáo xảy ra trên khắp lãnh thổ Palestine. Theo truyền thông phương Tây, quân đội Israel đã tập kích ít nhất 3 địa điểm ở Gaza, nơi họ đã ra lệnh cho dân thường sơ tán đến kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh đầu tiên giữa Israel Hamas kết thúc hồi đầu tháng này. Trong tháng đầu tiên của cuộc chiến ở giải Gaza, Israel đã thả hàng trăm quả bom nặng 2.000 cân anh, tương đương với khoảng 907 kg để tấn công Hamas. Nhiều quả trong số đó có khả năng giết chết hoặc làm bị thương người ở cách xa hơn 305 mét. CNN hợp tác với công ty AI Synthetase của Mỹ sử dụng kỹ thuật phân loại hình ảnh tự động nhanh để phát hiện các miệng hố, đám khói và tòa nhà bị hư hại trong hình ảnh vệ tinh. Hình ảnh vệ tinh từ những ngày đầu của cuộc chiến cho thấy hơn 500 hố va chạm có đường kính trên 12 mét, phù hợp với những hố còn lại do những quả bom nặng 2.000 pound để lại. Những quả bom này nặng gấp 4 lần những quả bom lớn nhất mà Mỹ thả xuống thành trì của IS ở Mosul, Iraq trong cuộc chiến chống lại lực lượng cực đoan ở đó. Theo nhiều chuyên gia, việc sử dụng rộng rãi các loại đạn dược hạng nặng như bom tấn đã khiến số người chết tăng vọt. Dân số Gaza tập trung đông đúc hơn nhiều so với hầu hết mọi nơi khác trên trái đất, vì vậy việc sử dụng những loại vũ khí hạng nặng như vậy có tác động ghê gớm. Israel đã phải chịu áp lực quốc tế về quy mô tàn phá ở Gaza. Thậm chí, Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc Israel đã ném bom bừa bãi. Các quan chức Israel lập luận rằng vũ khí hạng nặng của họ là cần thiết để loại bỏ Hamas. Họ cũng cho rằng Israel đang làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu thương vong cho dân thường. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố, để đối phó với các cuộc tấn công dã man của Hamas, lực lượng phòng vệ Israel đang hoạt động để triệt tiêu các khả năng hành chính và quân sự của Hamas. Trái ngược hoàn toàn với các cuộc tấn công có chủ ý của Hamas nhằm vào đàn ông, phụ nữ và trẻ em Israel, Lực lượng phòng vệ Israel tuân thủ luật pháp quốc tế và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khả thi để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Mới đây, Nhà Trắng cáo buộc Iran dính líu sâu vào các vụ tấn công tàu thuyền thương mại gần đây trên biển đỏ. Đây là cáo buộc mạnh mẽ nhất của Washington về vai trò của Tehran trong vụ việc và hiện về phía Tehran chưa có phản hồi. Theo lời của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Andrea Watson, dựa trên các thông tin tình báo do nước này thu thập được iran đã cung cấp thiết bị bay không người lái tên lửa và tình báo chiến thuật cho houthi lực lượng ở yemen đã tiến hành các vụ tấn công tàu thuyền trên biển đỏ trong thời gian qua Báo watson cho biết chúng tôi biết iran dính líu sâu vào việc lên kế hoạch hoạt động nhằm vào tàu thương mại trên biển đỏ chúng tôi không có lý do nào để tin rằng iran đang nỗ lực thuyết phục lực lượng houthi chấm dứt hành vi khiêu khích đó hiện phía iran chưa đưa ra phản ứng trước các cáo buộc trên trong vài tuần gần đây, lực lượng Houthi đã tấn công một số tàu thuyền thương mại trên biển đỏ, gây gián đoạn các hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế. Lực lượng này cho biết đây là hành động phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hamas ở giải Gaza và sẽ chưa dừng lại cho đến khi nào Israel ngừng tấn công giải Gaza. Để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Houthi, Mỹ đã phối hợp với các đồng minh lập ra liên minh gồm hơn 20 nước để bảo vệ các tàu thuyền đi qua biển đỏ, một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế. Núi lửa Merapi trên đảo Sumatra của Indonesia ngày 22 tháng 12 đã phun cho bụi, khiến cho sân bay quốc tế tại đảo này phải tạm thời đóng cửa, trong khi nhiều cộng đồng cư dân khẩn trương sơ tán để đảm bảo tính mạng. Núi lửa Merapi cao gần 2.900m ở huyện Agam, cách sân bay quốc tế Minangkabau ở thủ đô Padang khoảng 113km về phía Bắc. Đây là lần thứ ba trong tháng này, núi lửa Merapi có những hoạt động mạnh mẽ. Ngày 3 tháng 12, núi lửa Merapi đã phun những cột tro dày và cao tới 3 km khiến 23 người leo núi thiệt mạng. Hồi cuối tuần trước, núi lửa này cũng đã bất ngờ phun trào khiến nhiều người bị thương. Sân bay Minangkabau đã được lệnh đóng cửa trong chiều ngày 22 tháng 12 do lo ngại bụi có thể gây rủi ro lớn cho các máy bay bay qua không phận này. Quyết định này khiến hai chuyến bay quốc tế từ Kuala Lumpur và 13 chuyến bay nội địa bị hủy. Sân bay trên sẽ được mở cửa trở lại khi điều kiện không lưu được cải thiện. Là núi lửa hoạt động mạnh nhất trên đảo Sumatra, Merapi khét tiếng với những vụ phun trào đột ngột khó dự đoán. Kể từ năm 2011, Trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai Địa chất và Núi lửa Indonesia đã đặt Merapi ở mức cảnh báo cao thứ 3 trên thang cảnh báo gồm 4 cấp độ. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, một vòng cung núi lửa và các đường đứt gãy bao quanh lưu vực Thái Bình Dương, nên thường chứng kiến các hoạt động địa chất và núi lửa phun trào. Hiện quốc gia này có gần 130 núi lửa còn hoạt động. Dư luận Trung Quốc, một trong những ngày gần đây, đã vô cùng bất bình về một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy bác sĩ đấm vào mặt một bệnh nhân 82 tuổi tới 3 lần khi đang phẫu thuật mắt. Tờ Daily Mail của Anh ngày 22 tháng 12 đưa tin, bệnh viện nơi xảy ra vụ việc đang tiến hành điều tra. Tập đoàn sở hữu bệnh viện vào hôm 21 tháng 12 đã đình chỉ bác sĩ phẫu thuật trong video và cách chức giám đốc điều hành của cơ sở y tế này. Mặc dù vụ việc xảy ra vào năm 2019, nhưng đoạn phim đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc trong tuần này, gây ra làn sóng phẫn nộ. Vụ việc xảy ra tại bệnh viện của tập đoàn Air China ở thành phố Guigang ở phía tây nam Trung Quốc. Trong video, có thể thấy bác sĩ phẫu thuật đấm vào mặt nữ bệnh nhân cao tuổi. Air China giải thích, nguyên nhân là do bệnh nhân không ngừng di chuyển trong khi phẫu thuật bởi không dung nạp gây tê cục bộ. Đài BBC của Anh dẫn lý giải của Air China cho biết, Bệnh nhân đã di chuyển đầu và nhãn cầu nhiều lần. Ayatiner cho biết thêm, vì bệnh nhân chỉ nói tiếng địa phương và dường như không phản ứng với những cảnh báo bằng tiếng quan thoại của bác sĩ phẫu thuật, nên bác sĩ đã đối xử thô bạo với bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp. Nếu bệnh nhân 82 tuổi đã bị bầm tím trên trán do vụ việc, theo con trai của bệnh nhân này, ban quản lý bệnh viện đã xin lỗi và bồi thường 500 nhân dân tệ cho bệnh nhân. Ông nói với các hãng tin địa phương rằng mẹ ông hiện bị mù mắt trái mặc dù không rõ nguyên nhân là do vụ việc hay vì lý do nào khác. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube báo điện tử VOV. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.